Sáng nay, lãnh đạo thành phố Thủ Dầu Một đã tiếp đoàn cộng đồng người Hoa đến chúc mừng nhân dịp Tết Nguyên Tiêu năm 2024. Tại buổi tiếp, lãnh đạo thành phố đã ghi nhận biểu dương sự đóng góp của đồng bào người Hoa vào quá trình xây dựng và phát triển thành phố trong những năm qua. Lãnh đạo thành phố luôn hy vọng đồng bào người Hoa sẽ tiếp tục giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống của người Hoa ở Thủ Dầu Một, đặc biệt là tiếp tục duy trì và phát triển lễ hội Miếu Bà Thiên Hậu vào dịp rằm tháng Giêng, trở thành một nét đẹp trong văn hóa truyền thống dân tộc, gắn với những hoạt động thiện nguyện, nghĩa tình, văn minh. Lãnh đạo thành phố mong muốn cộng đồng người Hoa cùng với các dân tộc khác trên địa bàn thành phố luôn đoàn kết, phát huy tinh thần tương thân tương ái, cùng chung tay xây dựng quê hương Thủ Dầu Một phát triển ngày càng bền vững, văn minh, hiện đại.